Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các em ở trong phần phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay. Chị cũng đã vừa nhìn thấy các bạn vừa theo dõi buổi học cùng với chị ở trong nhóm học xong. Mình sẽ đợi một ít phút nữa để các bạn vào học đông đủ hơn. Sau đó thì chị sẽ giới thiệu cho các bạn về chiến dịch mà chị đang nắn nót viết từng chữ một cùng với các em ngày hôm nay đây. Xin chào các bạn nhá, xin chào các chiến binh 2K8. Rồi, xin chào các em. Các bạn ơi, tối ngày hôm nay chúng mình có bận việc học gì không? Có bạn nào đang học thêm hay là đang bận những cái kế hoạch học tập của mình không nhở? Chia sẻ với chị một chút xíu được không? Hè này rồi nhưng mà chị thấy là với các bạn học sinh cuối cấp ý, thì đây lại là cái thời gian mà các bạn gần như là bạn nào cũng tranh thủ để học. Gọi là hè nhưng hình như chúng ta năm nay không có hè đúng không? Rồi, tại vì các bạn đang theo dõi ở đây là đều là các bạn chúng ta rất là chăm chỉ. Thế nên là có một cái thực tế là đối với các bạn năm nay lên lớp 9 ý, hình như chúng ta không có hè. Các anh chị 2K7 thi xong rồi là chúng mình có hè rồi đấy. Và có một cái khoảng thời gian nho nhỏ để chuyển cấp, để ổn định với trường cấp 3 mới này, đúng không? Chúng mình có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng với các em nhỏ 2K8 thì cũng giống như các anh chị năm ngoái thôi. Hình như năm nay chúng ta không có hè. Nói nhưng không phải là để chúng mình buồn đâu, mà chị nói như vậy là để các bạn thấy rằng là à, thì ra chúng ta đang nỗ lực đấy. Và các em cũng hãy hiểu được một điều là có nỗ lực thì có thành công, đúng không? Nên chúng mình bỏ công sức, bỏ tâm huyết ra để ôn luyện thì chúng ta sẽ nhận về thành quả xứng đáng. Hãy tin vào điều đó nhé. Trước khi đến với các bạn trong phần phát trực tiếp này, chị có theo dõi bài đăng mà chị đã ngẫu hứng ở trong vai của các bạn nhỏ 2K7. Chúng ta nhận được cái điểm thi chưa được ưng ý và chị đã viết một bức thư nho nhỏ để gửi tới một bạn nhỏ có tên là Hụt Hẫng, nghĩa là tâm sự với chính cái cảm xúc của mình ý. Đó, và chị cũng không ngờ là bức thư ấy lại được chia sẻ nhiều như vậy. Có lẽ là nó đã nói thay cho tâm trạng của không ít các bạn nhỏ 2K7 khi chúng mình nhận điểm, hoặc đơn giản là các bạn chia sẻ để lấy đó làm một lời động viên với những người bạn của mình. Dù là mục đích như thế nào nhưng chị cũng có một chút gì đấy cảm thấy tức nghĩa là cảm xúc nó ùa về ấy, và muốn tâm sự với các bạn 2K8 một chút trước khi chúng ta bắt đầu chiến dịch ngày hôm nay. Đó là các em ạ, chúng mình không thể nào biết trước được tới đây đang đón chờ chúng mình những điều gì. Điều duy nhất mà chúng ta có thể chuẩn bị đấy là hiện tại này. Chúng ta hãy cố gắng hết sức, đúng không? Tận tâm tận lực với những điều mình làm này, rồi tận tâm tận lực với chính cái ước mơ và mục tiêu mình đặt ra. Nên mặc dù áp lực đấy, nhưng chị mong rằng là các bạn không coi đấy là một cái điều quá là vất vả, mệt mỏi dẫn đến mình bị ảnh hưởng về tâm lý nhá. Có một cách như thế này, đấy là các em hãy trò chuyện với chính cái cảm xúc ở trong mình, để chúng mình vơi bớt đi áp lực và cũng là để hiểu bản thân mình hơn, để từ đó mình thành công trong việc chế ngự những cảm xúc tiêu cực này, rồi mình sẽ có cho mình, bồi dưỡng thêm cho mình những cảm xúc tích cực và cuộc sống sẽ tràn ngập những niềm vui và những điều hạnh phúc thôi. Các bạn hãy tin vào điều đó nhá. Rồi, còn ở đây các bạn cũng đã theo dõi trên màn hình, chị ghi lại tên của chiến dịch mà chúng ta đang tham gia, đó chính là chiến dịch góp gió văn chương. Chị giới thiệu một chút xíu nhá. Đây là một chiến dịch được tổ chức trên kênh fanpage Học Văn Chị Hiên dành cho các bạn 2K8. Và chiến dịch này chúng mình sẽ, đúng như tên gọi đấy, chúng mình sẽ góp gió cho cảm hứng văn chương luôn dạt dào bằng cách cùng thực chiến với chị một số những đề bài về các tác phẩm văn học trung đại. Để từ đó này, các em sẽ có thêm cách viết, trau dồi thêm cách viết của mình. Đặc biệt là chiến dịch này sẽ không chỉ diễn ra ở những phần phát trực tiếp đâu, mà sẽ diễn ra ở cả những cái bài đăng ở buổi trưa của chị nữa. Giống như buổi trưa ngày hôm nay, chị có đăng lên một cái phần palette để các bạn có thể cùng viết bài này, cùng thử chinh phục những cái đề bài chị đưa ra với những yêu cầu nhỏ nhỏ thôi, chứ không cần mất quá nhiều thời gian đâu. Nhưng ngần ấy cũng đủ để chị có thể nắm bắt và góp ý cho chúng mình rồi. Và trong buổi tối thì chúng ta sẽ cùng thực chiến với nhau nhé. Đấy, vừa là để các bạn chúng ta tiếp xúc thường xuyên với những kiến thức môn văn để không bị lạ lẫm này, quen hơn với kiến thức này. Thứ hai là cũng là để các bạn hình dung được là trong quá trình học ở khóa học văn VIP của các bạn 2K8 thì chúng mình sẽ được chấm chữa như thế nào, chúng mình sẽ học những kiến thức ra sao, thực chiến như thế nào. Đồng ý không?
Đấy, nên là trước khi bước vào nội dung buổi ngày hôm nay, chị cũng mong muốn các bạn nắm bắt thông tin về khóa học văn VIP 2K8 của Học Văn Chị Hiên để chúng ta tìm hiểu và đăng ký nếu cảm thấy phù hợp nhé. Đây là khóa học xuyên suốt cả một năm và giống như là một cái, các em cứ hình dung đấy là một nơi để các bạn tìm về, để giúp các bạn bồi dưỡng thêm kiến thức môn văn, và cũng là một nơi để các bạn tìm về mỗi khi chúng ta gặp khó khăn về môn học này nữa. Bởi vì các bạn sẽ được tặng kèm một cuốn vở luyện viết và một chiếc thẻ chấm chữa bài miễn phí 12 tháng. Đồng ý không nào? Đấy, một số những thông tin về khóa học văn VIP các bạn có thể tìm hiểu để nếu cảm thấy phù hợp nhá. Nhớ là phải tìm hiểu kỹ, và nếu cảm thấy phù hợp thì nhắn tin về cho chị để được tư vấn kỹ hơn và để xin phép ba mẹ tham gia khóa học này. Rồi, còn bây giờ thì chúng mình sẽ đến với hoạt động đầu tiên trong buổi đầu tiên của chiến dịch góp gió văn chương. Rất vui được gặp lại các em, và chị là Hải Quỳnh, chị đến từ team Học Văn Chị Hiên. Quên mất bây giờ mới giới thiệu tới các bạn. Rồi, thế thì chiến dịch này chúng mình sẽ tập trung với hai văn bản chính, đó là văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương và văn bản Chị Em Thúy Kiều, là hai văn bản rất là quan trọng trong chương, trong cái phần văn học trung đại của chúng ta. Thì đề bài đầu tiên chị có đăng lên cho các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Đây, bạn nào mà chưa theo dõi, các em có thể bấm thêm một cái tab nữa ở trên máy tính của mình để mở cái phần đề bài ra nhá. Ở chính cái đường link mà chị đã đăng trong buổi trưa ngày hôm nay. Đây này, chị mở bằng điện thoại nên là nó sẽ rất là dài. Các bạn mở bằng máy tính thì nhìn nó sẽ dễ hơn và xinh xắn hơn. Thì đây, đề bài của chị đưa ra đó là em sẽ cần viết một mở bài và một kết bài cho đề bài sau. Đề bài đó chính là phân tích số phận và vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Chị viết ngắn gọn lại đề bài ở đây nhá. Đề bài đó là phân tích số phận và vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Nhưng không phải là trong toàn bộ tác phẩm đâu các bạn ạ, mà là trong một đoạn trích. Chị đọc lại toàn bộ đoạn trích để các bạn nắm bắt được vị trí của đoạn trích này nhé. Về đến nhà, chàng la lên cho hả giận, vợ chàng khóc mà rằng: thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu, sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh, cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót, đâu có sự mất nét hư thân như lời chàng nói, dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ, mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp. Chàng vẫn không tin, nhưng nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra, thì chàng lại giấu không kể lời con nói, chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc nàng và đánh đuổi đi. Họ hàng làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng, cũng chẳng ăn thua gì. Nàng bất đắc dĩ nói: thiếp sở dĩ được nương tựa vào chàng, thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi châm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao liễu tàn trước gió, khóc tuyết bông hoa rụng uống, kêu xuân cây én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi vọng phu kia nữa. Đoạn rồi tắm gội chay sạch, ra bến hoàng ra ngửa mặt lên trời mà than rằng: kẻ bạc mệnh này duyên phận hầm hiu, chồng con dẫy bỏ điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch ghìn lòng, vào nước xin làm ngọc mị nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ, nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ. Nói xong, nàng gieo mình xuống sông mà chết. Đấy, thế thì đoạn trích này, nếu bạn nào mà chúng mình đọc kỹ trong sách giáo khoa thì sẽ biết đây là cái đoạn trích mà bao gồm 3 cái lời nói của Vũ Nương. Và sau đó là cái hành động quyên sinh của Vũ Nương. Quyên sinh là tự vẫn đấy các bạn nhé, đồng ý chưa? Đấy, là cái đoạn trích đó. Thế thì về mặt dạng đề, trước khi chúng mình bắt tay vào làm ý, về mặt dạng đề, đây là dạng đề các bạn có biết không? Đây là dạng đề phổ biến nhất trong kỳ thi vào 10 năm vừa rồi của các anh chị 2K7 mới đây thôi, và còn một số tỉnh chưa thi nữa cơ. Đó là dạng đề gì ạ? À, là dạng đề phân tích hoặc cảm nhận một đoạn trích văn xuôi.
anh thanh niên, chúng mình chỉ biết là anh thanh niên đi nhiều tỉnh đúng không? Nhưng mà trong các tỉnh thành ấy thì đa số là vào dạng để phân tích anh thanh niên trong một đoạn trích. Và kỳ diệu thay ấy là cái dạng đó khi học ở trên lớp thì chúng ta lại chủ yếu học về kiến thức nền, nghĩa là dàn ý phân tích về Vũ Nương trong cả tác phẩm cô. Đúng không? Đấy, thế bây giờ mà đề bài đưa ra một đoạn trích thì chúng ta làm như thế nào? Và chị có đưa ra cái yêu cầu là các bạn hãy thử viết phần mở bài và phần kết bài cho đề bài này, xem là các bạn nắm bắt vấn đề nghị luận ra sao, triển khai và diễn đạt như thế nào. Thì ở đây, cho đến thời điểm hiện tại nhá, là chị nhận được tròn 10 bài của 10 bạn nhỏ đã rất là chăm chỉ và tích cực ở trong chiến dịch này. À, vừa có thêm một bạn nữa là được 11 bạn ạ. Được 11 bạn. Đây, các bạn có thể vào cái link palette mà chị có để ở trong buổi trưa đấy, bài đăng buổi trưa của chị. Đó, để có thể đọc bài của các bạn này. Ủa, các bạn còn thả tim cho nhau nhiều lắm luôn. Đồng ý không? Đấy, thế thì những bài đăng này nhá, là chị sẽ, thứ nhất là chị sẽ đọc trong buổi ngày hôm nay một số những bài để chị góp ý và các bạn thấy được là cách viết của mình có những điều gì cần phải sửa đổi nếu có. Thứ hai là tất cả các bài các bạn gửi về chị sẽ chấm chữa chi tiết ở trong chính cái bài đăng của các em ở trong cái link palette đấy nhá. Và thứ ba là với tất cả các bạn đã làm bài này rồi, các em sẽ được nhận bộ video của chiến dịch góp gió văn chương. Bởi vì chiến dịch này sau khi phát trực tiếp xong thì chị sẽ xóa. Đồng ý không ạ? Thì chị sẽ xóa. Thế nên là bạn nào chưa kịp làm buổi 1 nhá, có thể sang buổi 2, tức nghĩa là buổi ngày mai, ngày kia, ngày kia, các bạn tham gia để có cơ hội được nhận bộ video. Đồng ý chưa? Chị biết ở đây có nhiều bạn là chưa biết đến đâu, nên là chúng ta có thể dành thời gian đón đọc cái bài viết buổi trưa ngày mai của chị ở trên kênh fanpage này này, để chúng mình tham gia nhá. Bởi vì là những phần phát trực tiếp này chị sẽ xóa sau khi chị phát trực tiếp xong. Cũng là để một cách để các bạn chúng ta cố gắng là vào học chăm chỉ, để tránh cái tình trạng là chia sẻ xong để đấy, tránh cái tình trạng là vừa tốn thời gian mà vừa không hiệu quả. Tốt nhất là một khi đã vào xem rồi, học luôn, học được bao nhiêu thì học, đúng không ạ? Ghi chép được bao nhiêu rồi xong, chắt lọc được bao nhiêu kiến thức, được bao nhiêu tốt từng đấy. Chứ tránh cái việc là vào xem, chia sẻ xong để đấy, xong vào trang cá nhân của mình một loạt bài chia sẻ xong rồi cuối cùng không học được bao nhiêu. Đấy, đấy là lý do mà chị sẽ xóa video sau khi chị phát trực tiếp xong. Đồng ý chưa? Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đi thực chiến với đề bài này nhá. Nào, bài làm ạ. À không, ở đây là phần gợi ý, bởi vì là chúng mình sẽ đi theo cái phần dàn bài như thế nào ạ. Đối với phần mở bài, mở bài ý, các bạn có biết là yêu cầu chung của phần mở bài là gì không? Là các bạn sẽ phải dẫn dắt và nêu được vấn đề. Đồng ý chưa nào? Chúng mình sẽ dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận. Dẫn dắt là chúng ta dẫn dắt từ đâu? Nghĩa là đối với một mở bài trực tiếp thì các bạn sẽ dẫn dắt từ tác giả tác phẩm luôn. Nhưng đối với một mở bài gián tiếp thì các bạn có nhiều những hướng dẫn dắt khác. Ví dụ như là dẫn dắt từ đề tài sáng tác này. Ở đây có thể dẫn dắt từ đề tài người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Đồng ý chưa? Nhá, dẫn dắt dựa trên cái khuynh hướng này, dựa trên cái trào lưu này, dựa trên cái chủ nghĩa sáng tác này. Đồng ý chưa? Ví dụ như ở đây chúng ta có thể dựa trên là khuynh hướng về chủ nghĩa nhân đạo này. Đúng không? Đấy, nhá. Hiểu ý chị không nào? Hoặc là cảm hứng thế sự cũng có thể được nêu ra ở đây để các bạn có thể dẫn dắt. Đấy, đấy là đối với phần văn học trung đại. Đối với văn học hiện đại chúng ta còn có thể dẫn dắt từ phong cách sáng tác này. À, ở đây chúng ta còn có thể dẫn dắt từ nhận định hoặc là đoạn thơ phù hợp nữa cơ. Đấy. Và sau đó nhá, chúng ta sẽ phải nêu cho chị vấn đề. Và vấn đề nghị luận ở đề bài này là gì? Là số phận, là vẻ đẹp của Vũ Nương. Đồng ý chưa? Là số phận và vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Nhưng không phải là trong toàn bộ tác phẩm. Nếu chỉ nêu như thế này không là chưa đủ nhá. Các bạn còn phải nêu cho chị cái phạm vi dẫn chứng nữa. Nghĩa là em sẽ làm rõ số phận và vẻ đẹp của Vũ Nương trong đoạn nào hay là trong toàn bộ tác phẩm. Đấy, thì chúng ta còn phải nêu cho chị phạm vi dẫn chứng.
Thì dẫn chứng ở đây là cái đoạn văn mà đã được nêu trong đề bài nhá. Đấy, đoạn trích được nêu trong đề bài đấy, đoạn trích. Đồng ý chưa? Vậy thì hãy thử xem là các bạn nhỏ đã thực hiện cái thử thách này, các bạn đã đảm bảo được hai cái yêu cầu này hay chưa? Trong đó nhá, cái yêu cầu về nêu vấn đề là yêu cầu quan trọng nhất. Các bạn phải nêu đúng vấn đề nghị luận và phạm vi dẫn chứng. Nếu như sai một trong hai yếu tố này, mở bài coi như là không đạt yêu cầu. Đồng ý chưa ạ? Thậm chí nó sẽ khiến cho bài viết của các bạn lạc đề luôn. Nên là phần mở bài các em hay cảm thấy ấn tượng bởi vì dẫn dắt hay, nhưng có đúng hay không ấy là phụ thuộc vào phần nêu vấn đề. Các bạn phải hiểu rõ cho chị điều đấy nhá. Nắm chắc cho chị điều đấy, để ngay từ cái cơ bản, ngay từ những buổi học đầu tiên là các bạn phải nắm được cho chị cái phương pháp viết đúng. Đừng chỉ mãi chạy theo những lời diễn đạt rất là trau chuốt mà không nắm được bản chất nhá. Chị sợ nhất là cái điều đó. Nghĩa là các bạn đọc lên thấy hay và chúng ta vội vàng là sao chép lại, nhưng mà chúng mình không biết được rằng là bài đó hay là bởi vì nó áp dụng theo cái đề bài A này. Nhưng bây giờ em làm đề bài B mà em cũng lại bê cái nguyên si cái mở bài của đề bài A vào thì là sai rồi, là sai ngay từ mở bài rồi, đúng không? Và các đề bài thì khác nhau ở cái gì? Khác nhau ở vấn đề nghị luận. Nên cái quan trọng nhất là phải nêu đúng vấn đề nghị luận, nó sẽ giúp cho các bạn có một mở bài đúng nhá. Còn hay hay không thì nằm ở phần này. Đồng ý chưa? Thế là phải đúng và hay. Thế thì để xem là các bạn gửi bài về chúng mình viết như thế nào nhá. Ở đây thì chị sẽ giấu tên để các bạn có thể thoải mái lắng nghe và góp ý, đưa ra cái quan điểm và cảm nhận của mình với những phần bài làm của các bạn. Đây, trước tiên có, ôi chị đã đọc qua những mở bài này rồi, thật sự các bạn rất sáng tạo luôn. Ví dụ này, ví dụ có một mở bài như thế này. Đã từ lâu, sâu thẳm trong đại dương văn học vẫn vang vọng mãi lời than tiếng khóc từ thân phận những người phụ nữ trong thời phong kiến. À, bạn đi từ đề tài về người phụ nữ trong xã hội phong kiến đây. Đã từ lâu, sâu thẳm trong đại dương văn học vẫn vang vọng mãi lời than tiếng khóc từ thân phận những người phụ nữ trong thời phong kiến. Rồi, chị thấy lặp từ trong. Từ trong lặp lại nên là đọc lên hơi lủng củng một chút xíu. Em có thể thay đổi là đã từ lâu, sâu thẳm nơi đại dương văn học nhá, vẫn vang vọng mãi lời than tiếng khóc từ thân phận những người phụ nữ thời kỳ phong kiến. Trong đó này, tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương chắc hẳn là tiếng khóc vĩ đại, bi thương nhất, vượt qua mọi giới hạn thời gian mà tồn tại đến bây giờ. Chỉ có một cái góp ý như thế này. Là các bạn nhá, chị biết là khi chúng ta viết về tác phẩm nào, chúng mình muốn dùng những cái lời ngợi ca tuyệt đối nhất cho tác phẩm ấy. Nhưng nó sẽ dễ khiến cho bài của chúng mình bị sáo rỗng đấy. Không phải là bài nào chúng ta cũng gọi là nhất. Kiểu như là nghe như thế, em cảm thấy là ui bạn này đang khen quá đúng không? Đấy, nên là khi chúng ta muốn dùng từ nhất, hay nhất, tuyệt vời nhất ý, thì chúng mình phải tuyệt đối là cẩn thận và kỹ lưỡng hơn trong việc chọn lọc từ ngữ. Có nhiều cách để chúng mình ca tụng mà, đúng không? Như ở đây thì chị thấy là không phải là sai, nhưng mà quả thực là nó khiến cho chúng ta lấn cấn. Còn thật ra ấy, nếu như để đánh giá là cái gì hay nhất, tác phẩm nào hay nhất thì đấy là do người đọc mà, nên chúng ta không thể phán xét được. Nhưng chị khuyên là chúng ta diễn đạt ở một cái mức nó phù hợp hơn. Ví dụ này, trong đó Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ chắc hẳn là một tiếng khóc đầy tha thiết và đầy bi thương, đã vượt qua được giới hạn của thời gian mà vẫn vang vọng đến tận bây giờ. Hiểu ý chị không nào? Đấy, bởi vì là bảo là nhất thì thường ý, nếu như nói đến cái tiếng khóc vĩ đại nhất, người ta sẽ nói đến Chuyện Kiều ạ. Đúng không? Đó, nên là chúng ta không nên là quá cái gì tác phẩm nào các bạn cũng gọi là nhất, thế thì như thế làm thì làm gì còn tác phẩm nhất nữa. Đúng không? Đấy, chị góp ý một xíu như vậy nhá. Còn chị hiểu ý tưởng của bạn, đó là một cái ý tưởng rất là hay. Và qua đoạn trích trên, ta đã thấy được vẻ đẹp cùng số phận bất hạnh của nhân vật Vũ Nương, một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn song lại chẳng được hạnh phúc bao lâu. Rồi, trước tiên đánh giá cho chị thì ở đây bạn đã viết được một mở bài đúng nhá. Chị gọi mở bài đầu tiên của bạn này. Mở bài số 1. Đấy, của bạn nhỏ đầu tiên đáp ứng được thứ nhất là mở bài đúng ạ. Bởi vì sao? Bạn nêu được đúng vấn đề nghị luận là số phận và vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương.
Đồng ý chưa? Và bạn cũng nêu rõ là qua đoạn trích trên, tức nghĩa là nêu đúng được cho chị phạm vi dẫn chứng. Thế nên rằng là bạn đáp ứng được một mở bài đúng. Tiếp tục này, tiếp tục. Mở bài của bạn dẫn dắt từ đề tài người phụ nữ. Và chỉ cần sửa đổi một chút xíu thôi, tránh lặp từ nhá, tránh lặp từ. Lặp từ trong đấy. Đồng ý chưa? Và thứ hai là câu chữ bớt sáo rỗng một chút xíu, cẩn thận hơn một chút xíu, trau chuốt hơn. Đấy, diễn đạt khéo hơn thôi là một mở bài hay rồi, là có thể đạt đến một mở bài hay rồi. Đồng ý không? Thế thì các bạn có thể lắng nghe chị. Chị xin phép nhá, chị xin phép được diễn đạt lại theo cái ý tưởng của bạn nhỏ này để các bạn tham khảo. Và nếu như bạn nhỏ viết mở bài này đang theo dõi phần phát trực tiếp này, em có thể là dựa vào phần này để mình sửa lại nhá, tham khảo, đồng ý chưa? Rồi, ví dụ này. Đã từ lâu, sâu thẳm nơi đại dương văn học vẫn vang vọng mãi lời than tiếng khóc từ thân phận của những người phụ nữ thời kỳ phong kiến. Trong đó, tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương chắc hẳn là một tiếng khóc đầy bi thương và tha thiết, có thể vượt qua được giới hạn của thời gian mà vang vọng đến tận bây giờ. Và qua đoạn trích trên, ta đã thấy được vẻ đẹp cùng số phận bất hạnh của nhân vật Vũ Nương, một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, song lại chẳng hạnh phúc được bao lâu. Đấy, bổ sung thêm cho chị là Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ nhá. Trích Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ thì sẽ đầy đủ hơn, chứ không bị đọc cái đề bài mở bài của em là chưa có tên tác giả đâu. Mở bài gì thì mở bài, nhưng phải có đầy đủ tên tác phẩm tác giả nhá. Đấy, rồi, đấy là phần mở bài đầu tiên ạ. Tiếp tục này, mở bài tiếp theo. Các bạn có muốn lắng nghe thêm không? Chúng mình có muốn lắng nghe thêm không nào? Ôi, ở đây nhiều mở bài hay lắm, nhiều mở bài và nhiều sự sáng tạo lắm. Ở đây có một bạn còn gửi cả hình ảnh cho chị nữa này, hình ảnh minh họa nữa này, rất là đầu tư và trau chuốt luôn. Em có thể tham khảo nhá. Đây, chị đọc cùng với chúng mình. Mở bài này thì bạn đi từ một nhận định ạ. Có lẽ là bạn nhỏ đang theo đuổi đội tuyển văn học đúng không? Đội tuyển môn văn đây. Sự gắn bó mật thiết với đời sống hiện thực trong truyện ngắn Nguyễn Dữ còn được thể hiện một cách xuất sắc ở Chuyện người con gái Nam Xương. Nhà văn viết về những tình cảm thông thường trong đời sống gia đình của con người, sự ghen tuông dẫn đến lầm lẫn, sự trong trắng thủy chung đến ngây thơ. Một nhận định của tác giả Vũ Thanh. Sau đó bạn dẫn dắt này, Nguyễn Dữ, nhà văn tài năng, thông minh, một trong các nhà văn mở đầu cho chủ nghĩa nhân văn trong văn học trung đại Việt Nam, thường lấy xưa để nói nay, lấy cái kỳ để nói cái thực. Rất là hay trong cái cách diễn đạt của bạn, nhưng mà đang bị lặp hơi nhiều từ văn, đúng không ạ? Đang bị lặp hơi nhiều chữ văn này. Nguyễn Dữ gạch ngang nhà văn, lần số 1, tài năng thông minh, một trong các nhà văn mở đầu cho chủ nghĩa nhân văn trong văn học trung đại Việt Nam. Đấy, trong một câu có 4 chữ văn liền. Đồng ý không? Nghe thì vẫn hiểu được, nhưng mà nó sẽ bị lặp từ và chưa được hay, đúng không? Em có thể thay đổi đó là gì? Nguyễn Dữ, một danh sĩ tài năng nhá, tài năng, danh sĩ tài năng, thông minh, một trong những cây bút mở đầu, đúng không? Hoặc là một trong những hồn văn, hoặc là một trong những người mở đầu. Hoặc ở đây em dùng từ nhà văn thì bởi vì thật ra trong văn học trung đại, văn học viết văn, sáng tác văn chương chưa phải là một nghề, nên chúng mình gọi là nhà văn, nhà thơ thì gọi là để gọi thay thế cho tên thật của tác giả, đúng không? Đấy, nên là em có thể thay thế bằng những cái từ ngữ Hán Việt để chỉ những người tri thức thời đại ngày xưa, họ vừa tham gia công việc chính trị, họ vừa sáng tác văn chương mà, đúng không? Đấy, một trong những người mở đầu cho chủ nghĩa nhân văn trong văn học trung đại Việt Nam, hoặc là cho chủ nghĩa nhân đạo, đồng ý không? Cho chủ nghĩa nhân đạo trong văn học trung đại Việt Nam vẫn đúng, nên em có thể thay thế như thế. Rồi, đấy, thay thế để mình có được một cái câu văn ít bị lặp từ hơn nhá. Và các bạn ơi, các em nghe có thấy hay không này? Thường lấy xưa để nói nay, lấy cái kỳ để nói cái thực. Áng văn, Chuyện người con gái Nam Xương, chuyện thứ 16 trong số 20 chuyện của tập Truyền kỳ mạn lục, chứa đựng nội dung nhân đạo sâu sắc, thể hiện niềm cảm thương của tác giả đối với số phận oan nghiệt, đồng thời ca ngợi vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến xấu xa. Trong đoạn trích
Ta thấy vẻ đẹp đại diện cho người phụ nữ, từ nhan sắc đến đức hạnh và cả cuộc đời bi thảm là nhân vật Vũ Nương, người con gái đẹp người đẹp nết. Thế nhưng nàng phải chịu nỗi đau tuyệt cùng khi bị chính người chồng nghi oan và phải chấp nhận một cái chết oan uổng đau đớn. Các bạn có biết vấn đề của đề bài này là gì không? Của mở bài này là gì không? Mở bài số 2 ạ. Thứ nhất là bạn đáp ứng được một mở bài đúng ạ. Nêu đúng được vấn đề nghị luận là số phận vẻ đẹp của Vũ Nương này. Nêu đúng được đoạn trích này. Tiếp tục. Bạn dẫn dắt từ đâu? Từ nhận định ạ. Thế nhưng các em có cảm thấy là chị đọc phần bạn dẫn dắt phía sau ấy không liên quan đến nhận định không? Cảm giác như là nhận định bạn sử dụng ở đây hơi thừa một chút xíu. Và đấy cũng là một trong những cái lỗi chung của các bạn khi muốn sử dụng nhận định trong phần mở bài, là thiếu cái sự liên kết với cái phần mà chúng ta viết ngay đằng sau ấy. Dẫn đến là người đọc có cảm giác là bạn trích nhận định ra xong để đấy. Và thêm nữa này, nhận định này là một nhận định khá dài và ít có ấn tượng trong việc diễn đạt, nên là sẽ hơi khó nhớ đấy. Và có mang đi thi được hay không ấy thì lại là một vấn đề nữa đấy. Đúng không? Nên là ở đây chị thấy là em hoàn toàn có thể không cần sử dụng nhận định. Góp ý đầu tiên của chị, em có thể cắt cái phần nhận định đi, viết luôn Nguyễn Dữ nhà văn tài năng thông minh, vẫn ổn định mà. Đúng không? Nhá, là thay thế việc dùng nhận định, chúng ta đi luôn từ tác giả. Tác giả Nguyễn Dữ. Đó. Và bạn nêu ra một cái thông tin rất là quan trọng và chị thấy là khá là sâu đấy. Có kiến thức sâu thì mới nêu được như vậy. Đó là Nguyễn Dữ ấy, là một trong những người đầu tiên được coi là người mở đường, người mở đầu cho cái chủ nghĩa nhân đạo, chủ nghĩa nhân văn trong nền văn học Trung Đại Việt Nam đấy. Tức nghĩa là Nguyễn Dữ đặt cái ngòi bút của mình hướng về cuộc sống của con người, quan tâm đến cuộc sống của con người và đặc biệt là người phụ nữ. Và cái sự quan tâm ấy, nó gần như là những sự quan tâm đầu tiên, sự hướng bút đầu tiên của văn học đến với địa hạt của tư tưởng nhân văn. Nên là Nguyễn Dữ được coi là người mở đầu. Sau đó sẽ có Truyện Kiều này, sau đó có những ngòi bút của Hồ Xuân Hương này, rất là nhiều những ngòi bút khác nữa. Đồng ý không nào? Nên là kiến thức của bạn khá là vững, khá là chắc. Nên là em tiếp tục phát huy cái điều đó nhá. Nhưng chị góp ý ở đây là phần nhận định em dùng hơi thừa, nên có thể cắt bớt. Rồi, ok. Đấy, thế là chị có hai cái mở bài đọc để góp ý cho chúng mình. Các bạn thấy hơi chán đúng không? Nhưng mà chúng mình phải hiểu là chị đang rất cố gắng để nhận xét thật là kỹ cho các em. Đấy, bởi vì chúng mình đã mất công viết mà. Nên là chúng ta sẽ cùng với nhau học thật là kỹ trong những buổi này để hiểu được là em viết như vậy sẽ được góp ý và sẽ được gợi ý cái cách sửa chữa nữa. Chị tin là như thế sẽ có ích với chúng mình. Đồng ý chưa? Rồi, với những phần bài viết khác, các bạn tiếp tục chờ đợi để chị có thể nhận xét chi tiết như vậy với từng bài viết nhá. Chị sẽ nhận xét luôn vào trong cái link mà các bạn đã làm. Đó, thế là ở đây với hai phần mở bài chị đọc lên, các bạn cũng đã có hai cái gợi ý để viết rồi đấy. Một là đi từ đề tài về người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Hai là chúng ta đi từ cái tư tưởng nhân đạo, đi từ cái khuynh hướng, đi từ cái chủ nghĩa nhân đạo, là một trong những cái chủ nghĩa về mặt nội dung là sợi chỉ đỏ xuyên suốt nhá, chủ đạo và xuyên suốt trong nền văn học Trung Đại Việt Nam. Bởi vì văn học Trung Đại thì có ba cái nguồn cảm hứng chính ạ. Một là nguồn cảm hứng về tinh thần nhân đạo, hai là nguồn cảm hứng về thế sự, và ba nào các bạn ơi, ba là nguồn cảm hứng về yêu nước, tinh thần yêu nước. Trong đó nguồn cảm hứng thế sự là một nguồn cảm hứng mà xuất hiện phía sau, còn tư tưởng nhân đạo này hay là cảm hứng về tinh thần yêu nước này, đó là hai cái nguồn cảm hứng chính nhất. Và kỳ diệu thay nhá, chúng ta được học những tác phẩm rất tiêu biểu cho hai cái nguồn cảm hứng này. Thứ nhất, Chuyện Người Con Gái Nam Xương. Hai, Chuyện Kiều. Đều là những tác phẩm mà thấm đẫm tinh thần nhân đạo. Còn, Hoàng Lê Nhất Thống Chí là một tác phẩm tiêu biểu để chúng ta thấy được cái nguồn cảm hứng về tinh thần yêu nước. Đúng không? Đấy, nên là văn học Trung Đại các bạn bảo là học khó thế, nhưng mà nếu hiểu sâu nhá, chúng ta cảm thấy trân quý những tác phẩm ấy vô cùng. Rồi,
chốt lại với phần mở bài như vậy nhá. Các bạn hoàn toàn có thể vào link để tham khảo thêm những cách diễn đạt nữa, và nhớ đọc cả cái phần nhận xét của chị vào ngày mai nữa, để chúng ta có được thật là nhiều những phần mở bài. Ở đây có 10 bạn gửi về, 11 bạn gửi về, thế là được tham khảo đến 11 cái phần mở bài và kết bài đấy, không đùa đâu. Đồng ý chưa? Rồi, đấy, tiếp tục ạ. Mở bài xong thì chúng mình sẽ đến với phần thân bài. Đúng không? Phần thân bài nhá, thì chúng mình sẽ bao gồm những luận điểm chính. Thứ nhất là khái quát về tác giả Nguyễn Dữ này, khái quát về chuyện người con gái Nam Xương này, khái quát về nhân vật Vũ Nương và đoạn trích này. Sau đó, luận điểm quan trọng nhất của chúng mình chính là luận điểm phân tích. Đúng không? Thì ở đây luận điểm phân tích chúng mình sẽ phân tích theo cái cấu trúc như thế nào đây? Các bạn ơi, ở đây chúng ta phải bám sát vào vấn đề nhá. Nếu như về nhân vật Vũ Nương, bình thường chúng ta học kiến thức nền, chúng ta sẽ được học về số phận, về vẻ đẹp. Thì bây giờ chúng mình cũng sẽ áp dụng như thế. Trước tiên chúng ta sẽ có luận điểm về vẻ đẹp của Vũ Nương trong đoạn trích này. Đúng không? Thì đây là cái đoạn trích mà Vũ Nương có 3 lời nói, 2 lời nói với chồng, 1 lời nói với trời, và có một cái hành động quyên sinh như thế. Thể hiện cho phẩm chất gì? Đúng không? Thứ nhất là thể hiện cho cái sự đoan trang thùy mị, thể hiện cho một người phụ nữ biết giữ đạo làm vợ. Đúng không ạ? Nhá, rất là đoan trang này. Người phụ nữ biết giữ đạo làm vợ. Đấy, và đặc biệt cái phẩm chất rõ nhất của Vũ Nương được thể hiện trong đoạn trích này chính là một người phụ nữ giàu lòng tự trọng. Đúng chưa? Nhá, đấy. Còn về số phận thì sao? Về số phận của Vũ Nương trong đoạn trích này ạ? Thì chúng mình có thứ nhất là tất cả đều là hướng đến một cái số phận quá là oan nghiệt đi, quá là đắng cay đi, đúng không ạ? Quá là bất hạnh đi. Khi Vũ Nương đã cố gắng thanh minh, nhưng mọi nỗ lực của nàng đều bị Trương Sinh gạt bỏ. Đúng không? Nhá, cái số phận của nàng bất hạnh ở chỗ là nàng bị oan. Đấy. Đã cố gắng thanh minh nhưng không được, không thể thanh minh. Và cuối cùng phải tìm đến cái chết để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Thế thì ví dụ nhá, bây giờ chúng mình sẽ viết từng luận điểm một. Mỗi cái phần này là tương ứng với một đoạn văn đi. Thì cái đoạn văn phân tích về cái tinh thần, về cái phẩm chất giàu lòng tự trọng của Vũ Nương, chị sẽ đọc để chúng mình nghe. Khi mà chị phân tích về ba cái lời nói này của Vũ Nương thì chúng mình phân tích như thế nào nhá. Đây, chị có một cái phần viết mẫu như thế này, được trích ở trong cuốn vở luyện viết của các bạn trong khóa học văn VIP này. Các bạn có thể lắng nghe như sau. Ở Vũ Nương, điều mà không ít bạn đọc cảm phục chính là ý thức giữ gìn phẩm hạnh, danh dự của nàng. Là một người vợ, một người mẹ trong gia đình, Vũ Nương luôn ý thức rất rõ về bổn phận cũng như phẩm chất mình cần phải giữ gìn. Nàng là người có lòng tự trọng, bởi vậy khi chồng nghi oan rằng mình thất tiết, nàng chẳng thể nào dễ dàng chấp nhận. Vũ Nương đã tìm đủ mọi cách để thanh minh với chồng bằng cả lời nói và hành động. Đấy, phải phân tích được như vậy nhá. Nghĩa là Vũ Nương tìm mọi cách để thanh minh bằng cả lời nói và hành động. Trước tiên là bằng lời nói nhá. Trong lời thanh minh đầu tiên, nàng đã nói đến thân phận của mình với sự tha thiết và chân thành. Bắt đầu trích dẫn chứng này. Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu, sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh. Và chúng ta phân tích cái câu nói đó nhé. Vũ Nương không chỉ khẳng định phẩm tiết của bản thân, mà còn cầu xin chồng cởi bỏ mối nghi ngờ. Cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót, đâu có sự mất nét hư thân như lời chàng nói. Dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ, mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp. Nào, ở đây nhá, một câu nói của Vũ Nương
Bình thường chúng mình chỉ khẳng định là Vũ Nương cầu xin chồng hãy cởi bỏ mối nghi ngờ. Nhưng nếu phân tích kỹ, chúng ta sẽ thấy là trước tiên Vũ Nương khẳng định cái phẩm tiết của bản thân mình. Đấy, thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu, sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót. Toàn bộ cái đoạn này này là đoạn mà Vũ Nương dùng cái lối nói hình ảnh, một cái lời nói rất đỗi mực thước, đúng không ạ? Để nói về cái việc là nàng không có cái chuyện mất nét hư thân đâu nhá. Bởi vì sao? Tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót. Ý là để chỉ là nàng một lòng đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, chứ không hề có cái chuyện là đi làm cái chuyện mất nét hư thân như lời Trương Sinh nói. Đấy, và lời nói các bạn thấy không? Cái giọng điệu này, từ ngữ hết sức mực thước. Và đọc lên ấy, nghe thấy chúng ta cũng thấy là Vũ Nương chắc chắn là một người có học, là một người rất là đoan trang, và là một người rất là nhuần nhị chuẩn chỉ trong từng cái lời nói của mình. Đấy, và cũng biết là chồng là người thất học mà, nên là Vũ Nương cũng cẩn thận từng chút, mực thước trong cái lời nói, chứ không hề ra cái vẻ ta đây nhá, đúng không? Rất là khiêm nhường này. Đấy, rất là nhún mình trong cái lời nói với chồng. Một người phụ nữ rất biết nhẫn nhịn và giữ đạo làm vợ. Đấy, đồng ý chưa? Tiếp tục nhá, đấy là lời nói đầu tiên của Vũ Nương. Bao nhiêu buồn khổ nàng không nói, bấy nhiêu gian nan trong tình cảnh vắng bóng chồng nàng cũng không tỏ bày. Chỉ nhất nhất khẳng định phẩm hạnh của mình, nhất nhất khẳng định tấm lòng trinh bạch, không từng làm điều mất nét hư thân như lời Trương Sinh nói. Đấy, đấy là phân tích cái lời nói đầu tiên. Và ở đây chị sử dụng cái cấu trúc điệp trong chính cái câu văn của mình để tạo thêm nhịp điệu, các bạn thấy không? Bao nhiêu buồn khổ nàng không nói, bấy nhiêu gian nan trong tình cảnh vắng bóng chồng nàng không tỏ bày. Nhá, bao nhiêu buồn khổ thì không nói, bấy nhiêu gian nan cũng không tỏ bày. Nên là đọc lên chúng ta cảm thấy cái câu văn ấy nó trôi chảy, đúng không? Thì ở đây nhá, chia sẻ cho các bạn một cái bí kíp như thế này. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái biện pháp tu từ, ví dụ như biện pháp điệp trong lời văn của mình, thì chắc chắn là câu văn của các em nó sẽ nhuần nhuyễn hơn này, đọc lên sẽ nhịp nhàng hơn này, và hay hơn, đúng không? Hay hơn thì ai cũng muốn mà, nhưng mà làm như thế nào để hay hơn thì nhiều bạn chưa biết. Đấy, thì ở đây chị gợi ý cho các bạn một cách nhá, là sử dụng biện pháp điệp trong cái câu văn của mình để cho câu văn nhịp nhàng hơn và đọc lên rất là hay. Đấy, hiểu ý chị không ạ? Các bạn ơi, chúng mình có còn đang theo dõi không? Đấy mới chỉ là phân tích lời nói đầu tiên nhá. Nào chúng mình ơi, có hiểu không? Chúng mình hình dung ra không nào? Đây là phần mà chị đọc ở trong cuốn vở luyện viết của các bạn học sinh ở trong khóa học Văn VIP 2K8. Nên là các bạn có thể tìm hiểu về khóa học này để được nhận miễn phí cuốn vở luyện viết này nhá. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cuốn vở mà chị không bán rời, thế nên rằng là các em có thể tham khảo, để nếu như mong muốn sở hữu cuốn vở này thì có thể tham khảo và đăng ký khóa học Văn VIP 2K8, là khóa học mà các bạn sẽ học xuyên suốt cả một năm luôn, và cũng sẽ được hướng dẫn viết chi tiết này, chấm chữa kỹ càng với những bài tập mà các bạn đã làm nữa, tương tự như cách chị góp ý cho những cái phần mở bài mà chị vừa mới nêu. Đồng ý chưa? Đấy. Còn nếu như mà bạn nào muốn tìm hiểu về những cuốn sách để giúp các bạn nâng cao hơn về diễn đạt, những bài văn mà sử dụng phong phú các biện pháp tu từ trong cái lời văn diễn đạt ý, em cũng có thể tham khảo về cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu hoặc là bộ sổ tay văn học nhá. Đấy, những cái đầu sách đấy bạn nào mà chưa biết thì phải nhắn tin về cho chị luôn để nhận thông tin, không là lỡ mất đấy. Không là hè này có thời gian mà không kịp đọc sách là cũng phí lắm luôn. Ok chưa nào? Đấy, thế là chúng ta có cái lời nói đầu tiên phân tích như vậy nhá. Rồi, tiếp tục những lời nói tiếp theo của Vũ Nương có gì đặc biệt và phân tích ra sao, thì chị sẽ viết lại một bài văn hoàn chỉnh nhá. Viết lại một bài văn hoàn chỉnh với đề bài này. Các bạn có muốn nhận bài văn đấy không? Các bạn có muốn nhận cái phần mà chị viết lại một bài văn về đề bài này không? Phân tích chi tiết để các bạn tham khảo được về dàn ý và cách diễn đạt nữa. Chúng mình có muốn tham khảo không? Có muốn nhận bài văn đấy không nào?
Rồi, thả tim hoặc thả like cho chị biết nếu em đồng ý nhá. Bởi vì là chị cũng chưa đọc được nhiều bình luận của các bạn đâu. Ở đây lác đác chị đọc được thôi. Chả biết Facebook dạo này làm sao cơ. Cứ ngăn cản cái sự tương tác của học văn chị Hiên với các bạn là như nào nhở? Chả hiểu. Thôi không nói xấu ở trên fan trên livestream như thế này, không là xong Facebook nghe thấy Facebook lại cấm luôn thì toi. Rồi, ok, chị thấy nhiều tim lắm. Đồng ý nhá. Thế thì chị sẽ thêm cái bài viết đó vào trong bộ tài liệu của chiến dịch góp gió văn chương này. Thế nên rằng là để nhận bộ tài liệu kèm với cả bộ video của chiến dịch, các bạn đừng quên tham gia làm bài nhá. Đừng quên tham gia làm bài mà chị sẽ đăng lên vào buổi trưa ấy. Đấy, theo dõi đầy đủ giúp cho chị. Thế là 4 buổi của chiến dịch là cũng có 4 bài văn đặc sắc rồi. Và thêm nữa này, thêm nữa, với 2 văn bản thì chúng ta sẽ có mỗi văn bản là 2 đề, một đề cơ bản như thế này. Và ngày mai chúng ta sẽ đến với một đề nâng cao để các bạn học sinh giỏi chúng mình có thể thử sức nhá. Những bạn mà chúng mình học lực khá hay là chúng mình, tức nghĩa là chúng mình chưa có những điểm số cao cho môn văn thì hoàn toàn có thể tham khảo để biết được rằng là thì ra viết văn hay không khó. Đồng ý chưa? Viết văn hay không khó đâu. Nên là ngày mai tiếp tục đồng hành cùng với chị vào khung giờ là 8:30 tối trên kênh fanpage này. Và theo dõi bài đăng vào buổi trưa của chị để nhận thử thách và tham gia nhá. Đấy, chốt lại này, quà tặng của các bạn khi tham gia đầy đủ trong chiến dịch này. Thứ nhất là bộ video của chiến dịch, bởi vì ngay sau đây thì chị sẽ xóa. Thứ hai là bộ tài liệu viết chi tiết các đề bài thực chiến trong chiến dịch. Đồng ý chưa? Và thứ ba là xuất được tư vấn miễn phí về lộ trình học môn văn trong năm lớp 9 để làm sao đạt hiệu quả và phù hợp với các bạn 2K8 ở thời điểm hiện tại. Đấy là ba quà tặng của chúng mình. Và với cái phần tư vấn em có thể nhắn tin luôn về cho chị. Đồng ý chưa? Nhắn tin luôn về cho chị để được hướng dẫn cái lộ trình học đấy nhá. Đồng ý không nào? Rồi, còn bây giờ, buổi đầu tiên chúng mình nhẹ nhàng với nhau một chút xíu như thế để lấy tinh thần cho buổi ngày mai. Đấy, chưa gì là chị thấy là ở đây về mặt thời gian là đã có thể sàng lọc được rồi đấy. Có những bạn là không đủ kiên trì là hiện tại là đã thấy đang xuất ra rồi, hiện tại là đã thấy thoát ra rồi. Nhưng mà những cái nội dung hay ý, thường sẽ nằm ở phần cuối khi mà chị công bố và hướng dẫn các bạn cách nhận quà. Nên là tốt nhất các bạn hãy tham gia đến cuối buổi phát trực tiếp của chị. Và bây giờ là đã đi đến những giây phút cuối cùng rồi. Đồng ý không? Thế nên là ngày mai chúng mình lại gặp lại nhau nhá. Ngày mai chúng mình lại gặp lại nhau với một đề bài nâng cao hơn về tác phẩm này. Để các bạn chúng ta có dịp tiếp xúc với những đề bài nâng cao này. Các bạn học sinh giỏi được trau dồi thêm cách viết và chị cũng có cơ hội để được đọc và góp ý cho những bài viết của các bạn nữa. Còn buổi ngày hôm nay thì chị sẽ dành lại cái phần diễn đạt chi tiết của đề bài này sẽ gửi tặng đến các em sau khi mà chiến dịch kết thúc. Nên rất mong được đồng hành tiếp tục cùng với các bạn. Cảm ơn các em rất nhiều và đừng quên nhắn tin về cho chị để nhận thông tin về cuốn vở luyện viết này và thông tin về khóa học văn VIP 2K8 nhé. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại chúng mình trong những phần phát trực tiếp sau. Bye bye!